Chào các bạn đến với kênh YouTube Latin Handmade, chuyên hướng dẫn làm các đồ handmade nho nhỏ xinh xinh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một rối ngón tay con chuột. Chuẩn bị vải nỉ màu xám và hồng, kim, chỉ, kéo và mẫu rối ngón tay con chuột. Trình tự làm một rối ngón tay con chuột như sau: in mẫu, cắt mẫu giấy, vẽ mẫu lên vải và cắt vải, may các chi tiết mắt, râu, mũi và tai, ráp mặt vào phần thân. Rối ngón tay chuột đã hoàn thành.
Vậy mình đã làm xong rối móng tay chuột. Rối chuột sẽ là nhân vật trong câu chuyện Sư Tử và Chuột. Cảm ơn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.